một lời để em vững lòng hơn. Em chưa lo thì trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trong một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đau môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng ngon ngàn cùng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Hỡi chúng ta dẫu cho nay còn nghèo, em chẳng sợ điều dân khó gieo nèo. Anh ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Trái tim anh luôn một lòng, không bao giờ lại đổi trắng thay đen. Anh hứa với em sẽ yêu em trọn đời, trong một đời mình bên nhau mãi không rời. Ôi bao lời đau môi vẫn luôn thường gian dối, có ai mà tin hết những câu hẹn câu hò. Anh xin thề cùng ngon ngàn cùng biến khơi, không bao giờ gian dối lọc lừa em ơi. Mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Em ước mong sao chúng ta luôn thuận hòa, dù đời nghèo mà tình yêu mãi mặn mà. Từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn
đầu non đứa bên vực suối, nhờ mây trời rồi mình đưa tin rằng mùa xuân đã nên vợ chồng đôi mình. Mùa thu còn đó, mùa đông thì chưa xa, tình dân muôn ngàn không lo gì thời gian. Mùa thu sẽ chết, mùa đông rồi qua mau, xuân này ta sẽ có nhau nhớ ngày vui áo em màu vàng, màu anh hùng tô thắm sắc già, hay màu yêu ngát trên đồng lúa, màu huy hoàng dịu dàng quê hương vào đầu xuân chứa tràn chuyện tình đôi mình. Cứ đem những trang ra, rồi kiểm đàng hoàng, kiểm tra đàng hoàng hết đi. Mở cái bọc ra. Yeah.
Hốc cái nhỏ nhà trai của ta tặng cho để kỷ vật cho cô dâu, gồm có là một chiếc kiềng, một chiếc vòng, một đôi bông và cặp nhẫn cưới. Đó là những tình đến bên họ nhà gái. Thì bên họ nhà trai bên, 20 triệu để phụ huynh họ nhà gái, họ nhà gái cảm nhận họ nhà trai, họ nhà trai cũng không biết nói gì hơn, nói là cảm ơn rồi ý kiến gì đáp lại họ nhà trai để họ nhà trai ghi nhận sau này cũng là một cái kỷ niệm trong những ngày trọng đại hôm nay. Nhà trai và nhà gái, tôi xin thay mặt họ nhà gái xin giới thiệu tôi là cậu của cô dâu, xin đại diện của nhà gái. Thì cái buổi lễ hôm nay thì đến dự buổi lễ thì có mẹ của cô dâu, rồi có cô dì và chú bác anh chị em là đến để dự cái buổi lễ hôm nay. Thì kính thưa hai họ, thì nói chung là trong thời gian vừa qua thì chỗ hai cháu, chỗ chú rể và cô dâu cũng chỗ quen biết và đã tìm hiểu nhau, thì đã tâm đầu ý hợp. Thì hôm nay là ngày 30 tháng 4 lịch là ngày đầu tháng tốt, thì chỗ hai họ nhà trai và nhà gái là có tổ chức cái buổi lễ thành hôn cho hai cháu. Thì trước tiên thì tôi đại diện họ nhà gái là chúc cho hai cháu chú rể và cô dâu được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi, thành đạt trong cuộc sống, và chúc hai xuân gia luôn bền vững. Còn vừa qua thì chỗ họ nhà trai thì cũng có qua để có xính lễ là sáu mâm, rồi có rượu trái cây bánh trà. Thì cái phần này chỗ tôi xin đại diện chỗ nhà gái là xin chấp nhận cái phần lễ vật. Và cái phần trang sức cho cô dâu thì gồm có đá bông, dây chuyền, dây tiền, thì với cái vòng đeo tay thì kiền. Vậy thì tôi cũng xin nhận phần này để trao lại cho cô dâu. Còn cái phần tiền thì hỗ trợ trong cái buổi tiệc hôm nay á, thì cái phần này á, thì tôi cũng xin đại diện chỗ nhà gái là để cho lại chú rể với cô dâu để mua sắm thêm. Thì qua cái buổi lễ thì hôm nay thì tôi xin con số. Chim câu thấy chung suốt đời.
cái khi mình đặt cọc thì rất lớn lên để cho tôi có một món quà để gửi cho đứa con sẽ làm cho tôi nhớ cũng là công an xin làm chỗ mà mẹ cũng là con lớn con không lớn thì chỗ mẹ chỗ đứa châu tôi gửi cho tôi đâu hai món quà một chiếc vòng với một cái là như sự tự nhiên. Mẹ thương bao con thân gái đúc trong mai kia mốt nó còn đi lấy chồng. Giờ thì ba má chiều thương chẳng thèm liệu lo lấy thân lỡ mai về bên khó. Rồi mình vỗ tay vợ chồng từ đây xa phút lòng đông chàng về đã có thiếp mong. Chúc mừng hai họ một nhà, chúc mừng gió mưa thuận hòa, đường đi tuy khó không xa, đường về trong tiếng hoa ca. Chúc nàng đường luôn hạnh phúc, bên người chồng yêu mặn mà, chúc chàng tình xuân đẹp.
đậm đà, một nhà nồng ngát hương hoa. Nay chim đã sơ lòng, tình ta nên duyên vợ chồng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp nàng. Từ đây xa phút long đong, chàng về đã có thiếp mong. Cho đánh văn hải đăng thắp các bạn cho ngôi lễ như quy của cô giáo San Tê sẽ như cùng chú ghẻ Trường Chinh được tổ chức long trọng tại nhà hàng Trung tâm Tiệc Cưới Trung Nhân. Và lời nói đầu tiên trên hết âm thanh anh tài xin thay mặt cho âm thanh ánh sáng hiện dinh cũng như nhà hàng Trung tâm Tiệc Cưới Trung Nhân xin gửi đến tập thể quan khách lời kính chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời cảm ơn. Và kết hợp vợ chồng cùng xuất phát bởi tình yêu. Yêu và tình yêu là niềm hạnh phúc bất tận mà tạo vào hát đem an tặng cho con người chúng ta. Và các tình yêu khi ta nhận ra rằng không thể thiếu một đơn kia trong cuộc đời mình. Và khi hai tâm hồn nồng nề nên hai trái tình yêu cùng qua chung một người tặng. Và tìm cho mình một nửa bánh bò yêu thương. Cùng nhau ta chân tay trở lại công trình tình yêu như đời bánh bò hạnh phúc. Kính thưa quý vị, dựng vợ cả chồng là trách nhiệm, là bổn phận của cha mẹ. Còn nhiệm vụ của chúng ta là tìm một nửa yêu thương còn lại. Và cô giáo San Tê đã tìm một nửa yêu thương của mình, đó là chú ghẻ Trường Chinh. Kính thưa nhỏ cùng tập thể quan khách quý, tập thể của chúng ta có một ngày hôm nay cũng không quên công lao dựng dục của những đấng sinh thành, của những người làm cha làm mẹ, một đời tận tảo hy sinh, mong sao cho con mình không lớn trưởng thành, mong thấy con mình hạnh phúc là niềm vui sướng của bậc cha mẹ. Và trong ngày lễ năm trăm hôm nay không phải thiếu, họ là người đáng được tôn vinh và tôn kính. Thân tài xin mời đại diện gia đình nhận được chúc phong. Xin kính mời ông Ngô Văn Trải và bà Ngô Thị Bạch là sân hân của phụ nội của cô giáo Sư Mai và tiến về đám lễ. Dì Sơn Thị Hải và bà Sơn Thị Thảo là song thân phụ mẫu của chú ghẻ Sơn Hoàng. Hai cô tiến về thắng lợi. Và một tràng pháo tay thật lớn thật đông nhiệt để chào đón đông người đẹp nhất dòng sân tiền và chức đại thường kinh. Xin mời đồng hương chúng ta cùng nhau tiến về tháng lệ hạnh phúc. Tôi cùng chúng ta đèn ra trong tay với cùng bài tiến về tháng lệ hạnh phúc. Cùng đi khắp con đường tình yêu, mất đơn con đường hạnh phúc.
Rồi vậy đó. Vâng, và xin chúc mừng nhà mình nhìn được từ này chúng ta về chung một nhà nhà và chào đón thêm một nhìn mới. Một bên là tỏ chào hiền, rồi. Một bên tỏ kẹt thảo. Một lần nữa xin cảm ơn hai bên gia đình rất nhiều lắm. Xin mời tất cả ông bà trở về làm tiền để chiêu đãi tổng tài quan khách quý. Và đồng nguyên chúng ta cùng nhau làm nghi thức tiếp theo. Một cho nên là thích thương nhau nhưng tôi cũng vẫn lấy thân cao còn chưa đạt bằng nhau suốt của cô giáo sân tiền và chú ghệ trường trinh. Từ nay đôi bạn trẻ chúng ta cùng nắm chặt tay nhau đi hết con đường tình yêu. Rồi nó hết luôn. Nó hết luôn đó thôi cho nó tràn á, ý cho nó tràn á. Ừ. Vâng, vâng, xin mời chúng mình nha. 1 2 3 Vâng, kính thưa quý vị và trong ngày lễ ngày hôm nay thì đội quân của chúng ta quý vị và hôm nay xin mời đội quân ta quay lại. Chúng ta chuẩn bị nha. 2 3 Chúc mừng đội quân đã thắng chiếc vòng ngôi và tình yêu thương của Sơn Tiền và chúc lại cùng kinh từ nay và khép đi. Ừ ạ. Và những chút thời gian quý báu của mình đến đây chung vui cùng với gia đình. Vâng, vâng, xin mời đội quân chúng ta chạy. Ờ, cũng ly thấp thấp tay thôi nha. Ok, nè coi nè. Thấy chưa? Đầy đủ đó. Chờ cháu ơi, cho cậu nhà xin tắm cháu ơi. Ừ, được luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
dễ lựa lắm, cũng như mình ăn gian được thêm ba người nữa. Rồi bên đó nghe, nhỏ đó dính được ba cái đó, cái nữa nè, quay qua rồi xong rồi nè, coi nè, thấy không, coi đẹp thấy chưa.
tôi chúc cho hai cháu là sống trăm năm hạnh phúc, đến trăm năm đầu bạc. Rồi sau cùng thì tôi tặng cho tập thể nhà hai cháu một bài tiếng dài chăm sóc bom bo nhờ sáu phụ quả. Thank you.
Oh,
Mang đêm bước